Lên tu đền 66 thì cất cái tịnh thất nhỏ thôi, coi là tịnh thất hương quang á. Thì ngài chuyên tu tịnh độ với trì chú, gọi là mật tịnh song tu, mà lấy niệm Phật làm chánh, trì chú làm phụ. Tại chùa thì nó có ruộng đất phải canh tác, cho nên chúng ta ngồi đây chùa tu viện có một mẫu đất làm lúa, còn ngài ở trong thì ngài xung quanh trồng hoa đầu chút ít thôi, chứ ngài trồng chuối nữa, trồng chuối rồi trồng xoài sầu riêng. Bốn mươi tám năm trước, có một vị đại sư đã bỏ lại đằng sau những danh lợi của thế gian, tìm về vùng đất Đại Ninh để ẩn thân tu tập, hồng thoát dòng luẩn quẩn luân hồi sanh tử. Miền sơn cước Đại Ninh ngày ấy hãy còn là một vùng núi rừng tịch mịch, cách biệt với nhịp đời quy náo của thế gian. Núi rừng thanh vắng, non thiên tụ khí, Đại Ninh quả là nơi a lăng nhã cho khách rủ bụi hồng trần, nhất tâm tìm về bến giác. Chính nơi đây, vị đại sư này đã tiến tu, quần đạo và khai nguyên ra hệ phái Mật Tịnh Đại Ninh cho các môn đồ giáo quyến tu tập, lưu truyền mãi về sau. Ngài chính là Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm, tổ sư khai sơn trú xứ Đại Ninh, nơi mà ngày nay dân quanh vùng quen gọi với cái tên mộc mạc làng chùa Đại Ninh. Xuôi theo quốc lộ 20 hướng về thành phố Đà Lạt, ngang qua Đức Trọng, có một nơi mà dân gian thường gọi là ngã ba làng chùa. Cái tên giản dị không qua Mỹ ấy là cách mà người dân nơi đây định danh cho trú xứ Đại Ninh, một ngôi làng đặc biệt với số lượng cơ sở tự viện, am thất tu hành nhiều hơn nhà dân, người tu đông hơn khách tục. Bây giờ mình qua tháp Sư Ông, thắp nhang chút để Sư Ông khai sơn cho cái thương viên tình viện này. Năm xưa khi về trụ tại nơi đây, Đại sư Thích Thiền Tâm nhất tâm quỳ hướng về miền an dưỡng của Đức Phật A Di Đà, tầm cầu giải thoát, không mang đến thế tục lợi danh. Giữa núi rừng quang sơ, ngài giữ đời đàm bạc, sống lo cho đạo, chết về giải thoát. Đối với mọi chuyên đời, chẳng hề khởi niệm luyến lưu. Để độ chúng, ngài đã thành lập ra hai đạo tràng, Hương Nghiêm Tịnh Viện và Phương Liên Tịnh Xứ để quảng dương chánh pháp. Ở Hương Nghiêm Tịnh Viện ngày nay, hậu lai vẫn trân quý giữ gìn ngôi bảo tháp của ngài như một cách biểu lộ tấm lòng quý kính vì tôn sư tài đức đã khai sinh ra trú xứ. Ngài ít nói lắm, mà với hai mà nói nhỏ nhẹ lắm, chỉ giảng kinh thôi, giảng Di Đà sớ sao, rồi giảng kinh Pháp Hoa, rồi hồi đó mà giảng không bao giờ mà cười hết. Ít lắm, không bao giờ nói, giảng cũng bao giờ mà pha chuyện cười nữa, không có bao giờ mà nói chuyện tiếu lâm mà để cười để cho khỏi buồn ngủ nữa, ngài cứ giảng trong kinh thôi. Cái mà ngưỡng mộ mà tâm đắc nhất á, thì những cái lúc sai lầm, hòa thượng ôn tồn nhỏ nhẹ, khuyên răn, chứ không có dùng lời nặng để nhắc nhở. Là người ta nói là dĩ đức phục nhân giả, phi tâm phục giả, dĩ lực bách thiên giả. Dĩ lực phục nhân giả, trung tâm diệt như thành Phật giả. Có nghĩa dùng cái đức mình hàng phục người ta, thì trong lòng đến ở ngoài người ta đều phục mình. Cảm phục đức độ và trí huệ của bậc đại sư, đồ chúng khắp nơi, từ Nam đến Bắc, từ trong nước đến hải ngoại, quy hướng về vị chân sư để cầu pháp. Con đường vào trú xứ Đại Ninh
đã in dấu chân không biết bao kẻ đến người đi. Nhiều người trong số ấy đã nương theo đức hạnh của Ngài, chọn Đại Ninh để làm nơi ẩn tu, hành đạo. Trong số ấy có không ít vị chân tu đã liễu ngộ giáo pháp Phật Đà, trở thành những bậc danh tăng của thời đại. Từ hai ngôi tình viện ban đầu, trú xứ Đại Ninh đến nay đã thành một làng chùa với hơn 70 cơ sở tự viện và am thất của các vị tu hành tìm giải thoát. Thầy còn nhớ có một vị đó, họ tha thiết muốn gặp Hòa Thượng. Khi không được gặp thì họ viết bài thơ để lại trên rào. Thì thầy mới sáng mới mở cửa, thì giả Hòa Thượng sáng mở cửa vô thì có cái bài thơ đó. Con muốn nhìn thôi chỉ một lần, dáng người Hòa Thượng vẽ băn khoăn, làm sao con được nhìn Hòa Thượng dù chỉ một thôi chỉ một lần. Nhân duyên nhiều kiếp ở nơi này, tình nghĩa thầy trò cũng ở đây, dâng hết tâm tư về phương ấy, mà sao lưu luyến phút giây này. Con vượt đường xa đến Đại Ninh, mong cầu Hòa Thượng để được nhìn. Khể thủ vòng tay con khuyến thỉnh, sức thành hộ pháp vững niềm tin. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Liễu đạt đạo giải thoát, những bậc chân sư đức hạnh đã an nhiên xả bỏ nhục thân về miền cực lạc. Nhưng đường tu dạch sẵn của quý ngài vẫn được lớp hộ lai y giáo phụng hành. Ở các tự viện Đại Ninh, người ta có thể dễ dàng cảm nhận một không gian tâm linh, thiêng liêng và thoát tục. Cái thoát tục không chỉ ở mây nước, núi non, miền sơn cước, hay ở câu niệm hồng danh Đức Từ Phụ A-di-đà luôn miên mật trong lúc chẻ củi, hái rau, quét nhà, rửa bát, mà còn ở một thái độ ly xả, không dướng chấp, vừa hồn hậu lại vừa thanh cao, nơi những vị chân tu quyết xa lìa tam độc của thế gian. Đất Đại Ninh không những được vang danh bởi đức độ của vô nhất đại sư Thích Thiện Tâm, mà còn được biết đến qua đạo hạnh cao vời của cố đại lão ni trưởng Hải Triều Âm. Cũng như đại sư Thích Thiện Tâm, sư bà Hải Triều Âm chủ trương ẩn tu, nghiêm trị giới luật và biên dịch, biên soạn, toát yếu cả trăm tác phẩm kinh tạng cho môn đồ tứ chúng để nương theo tu học. Ẩn tu, nhưng lòng tự ái của sư bà vẫn rộng cửa tiếp độ chúng sinh, thành tâm với đạo pháp. Bất cứ ai, từ già đến trẻ có lòng cầu đạo, đều được sư bà tiếp nhận và chỉ dạy tận tình. Sinh thời, sư bà đã kiến tạo nên chính ngôi tự viện, tùy căn cơ của đồ chúng mà sắp đặt chuyện tu hành cho hợp lý. Tôi ở nhà quê, tôi đi đến tôi theo thầy thì tôi thấy đức hậu của thầy hơn mọi người thì tôi ở với thầy thôi. Vô đây tuy là cái tuổi già thì các cô cũng chăm sóc, nhưng mà với mục đích đó để tu, để giải thoát. Đó rồi, các cụ thì thế, các em cũng vậy, mỗi em nó có một cái hoàn cảnh. Sau này sư bà thấy gia đình đến xin mà rồi nhiều các em, nhiều có em đó là cha mẹ cũng chết hết nè. Rồi có em đó ba mẹ nó ly dị thì ba cho vô chùa hoặc mẹ cho vô chùa. Rồi có em thì cha chết rồi mẹ con cùng tu. Tuy các em nhỏ sư bà giang tay ra cứu vớt, nhưng cái mục đích của sư bà cũng đào tạo các em từ nhỏ, nên cô thấy cái nếp sống của các em nó cũng giống như mấy cô, phải cái nếp sống người tu từ nhỏ vậy rồi để đến lớn nó, để nó thành một ngôi tăng bảo cho thế gian này. Tiếp tục 2+3 dưới bóng từ ái của sư bà Hải Triều Âm, người già được chăm sóc, đồng tử được học hành, vui chơi theo lứa tuổi. Nhưng đây không phải viện dưỡng lão hay cô nhi, mà cái cốt yếu là hướng đến mục tiêu giải thoát sanh tử luân hồi. Hành đạo theo lối ẩn tu
Ni chúng các tự viện do sư bà sáng lập đều tự chủ trong đời sống tu hành. Ít thấy ở đâu mà ni nữ, đặc biệt là ni giới, lại cán đáng hết những việc vốn xưa nay thuộc về phái mạnh. Nếu không tận mắt chứng kiến, khó có thể tin rằng những ngôi tự viện tòa ngang dãy dọc này phần lớn do các sư cô trong chùa tự tay xây dựng. Là mấy cô cũng chuyên học tu, nhưng mà công việc hiện tại của mình thì tất cả bởi vì mình người nữ không nhiều, cho nên thành ra cái việc mình tự làm của mình là chính. Cô thấy những cái nhà gỗ ở đây, cô nhìn cô thấy đó, là tất cả đều mấy cô dựng hết. Làm riết lúc đầu thì cái đầu nó xấu, cái sau rồi nó cũng thành. Cái nếp sống của mấy cô là sư bà, coi như sư bà từ xưa là sư bà dạy cái nếp sống của mình là theo cái đường lối của sư bà đã vạch ra rồi. Rồi ở mỗi chùa nó có mỗi hoàn cảnh, thì ngay trong chùa nó có hoàn cảnh nào thì cái ban chức sự ngay chỗ cái chùa đó thì tùy theo công việc mà mình ứng biến ra để cho nó các công việc nó phù hợp và nó yên. Còn cái đường lối chính, cái sự tu học là của sư bà. Đối với một bậc chân tu liễu đạo, không có gì quý giá hơn là để lại một con đường giải thoát rõ ràng cho đồ chúng. Vì vậy khi còn trụ thế, sư bà Hải Triều Âm đã dồn hết tâm quyết vào việc giảng dạy các kinh Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Quan Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân. Phòng khi mình thuận lẽ vô thường, đàn hậu lai vẫn vững vàng hành trang tiếp bước. Cuộc đời tu hành của chính sư bà là một di sản tâm linh quý giá cho đàn hậu học. Nói về cái hạnh của sư bà là Ngài là một vị chuyên tu ẩn. Ngài không có thích sự giao tiếp ở bên ngoài, lúc nào cũng chỉ chuyên tu niệm Phật thôi. Khi mà cái duyên đến để mà độ chúng thì Ngài lãnh trách nhiệm. Một khi đã độ đệ tử thì Ngài rất là tận tình trong cái vấn đề giảng dạy và giáo dục các sư cô trong chùa. Thầy rất là nghiêm khắc trong cái vấn đề đưa các sư cô vào giới luật, nhưng mà bên cạnh đó thì lại rất là từ bi. Xưa nay mọi việc thành tựu đều thuận theo thiên thời địa lợi nhân quả. Nơi vùng rừng núi đầy linh khí Đại Ninh đã chứng kiến sự thành tựu công đức tu hành của các bậc chân sư liễu đạo như Vô Nhất Đại Sư Thích Thiện Tâm, sư bà Hải Triều Âm. Để rồi từ đây, đất Đại Ninh lại tiếp tục trở thành vườn ươm để khoa đạo trổ bông. Hàng hậu lai ở Đại Ninh cũng không có ít vị chân tu xứng danh là môn đồ đã không phụ công dạy dỗ của các bậc tôn sư. Một trong số đó là Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh, viện chủ khai sáng Vĩnh Minh Tự Viện. Hành trạng tu đạo của Hòa Thượng đã làm lợi lạc cho đời không ít. Dù đây là hồi trước là có cái con sông đây là đi qua đò, nhưng mà sau này là thầy mới đứng ra là thầy làm cái cầu tre để cho hai thôn là Phú An với lệ Thiện Chí đó. Bây giờ đặt cái cầu đó là cầu Phú Thiện, cầu tre mà đi qua bên kia đó. Là để cho dân đi qua lại, chứ hồi trước là mỗi lần đi là qua đò qua đùa đi khổ lắm. Thay đổi nhiều lắm cô ơi. Bên Thiện Chí về đây thì cách còn cái cầu à, mà dân là qua lại không được. Thầy dạy khi ốm đau này kia, thầy phát tâm thầy làm cái cầu treo đó là dân chúng sống sướng mà mừng dữ lắm. Vĩnh Minh Tự Viện giờ đây là một địa điểm hành hương tâm linh nổi bật ở trú xứ Đại Ninh của Phật tử trong và ngoài nước. Nhìn kiến trúc uy nghi, bề thế của Vĩnh Minh Tự Viện, ít ai biết rằng chỉ năm 1983 thôi, nơi đây chỉ là một ngôi thảo am chừng 30 mét vuông, nằm treo leo nơi lưng chừng đồi. Con đường dẫn vào chùa chỉ là một lối mòn phủ đầy lâu sậy. Vì thầy tu cũng quen việc ruộng vườn để không phụ thuộc vào của đàn na tính thí.
10 năm sau, từ năm 1993, cứ mỗi năm, Hòa Thượng lại hoàn thành một công trình hạng mục của Vĩnh Minh Từ Diện nhân ngày kỳ tổ Phổ Thiên. Con đường vào làng chùa cũng được rải nhựa thênh thang. Vĩnh Minh Từ Diện quy nghiêm sừng sững ngày nay chính là công sức khai sơn của cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh. Lúc đó là cái vùng này là còn một cái rừng rất là vắng, dân cũng rất là ít. Thầy làm là phải sản xuất, rồi trồng bắp, trồng mía, trồng đậu, đi cấy. Là nói chung là thứ gì là sư phụ tôi cũng làm hết. Là làm, tu, rồi làm, rồi còn dạy thêm mấy chú điệu. Lúc mà thầy dạy mấy bác á, khổ cũng đừng ngán. Sau đó là bác học với thầy được 10 năm rồi là thầy phát bệnh, là thầy nhập thất á, thì mình đâu có biết thầy mình phát bệnh mà thầy nhập thất. Tại là thầy nhập thất được một năm sau, cái là thầy cách đầu 3 ngày thầy cho đoàn tới tháp thầy, hết thầy ra cho tham rồi đó. Ngày mùng 9 là ngày 12 thầy đi. Chứ nói công đức vì cái của thầy mình không kể được nè. Chứ do rồi nói trước quên sau. Mà sự thật từng ngày thầy mất nói chứ mình chứ đi khắp không tìm ra ông thầy như vậy. Với tài năng thuyết pháp thu phục lòng người, cố Hòa Thượng Tâm Thanh đã thu hút đông đảo tăng đồ, Phật tử gần xa tìm đến Vĩnh Minh Từ Diện để được hành hương, nghe pháp. Những đạo tràng Bát Quan Trai cũng được lập nên để chúng đệ tử tại gia được nương theo đó mà tu học. Giáo pháp từ bi và trí tuệ của Đức Phật vì thế đã đi vào đời sống hiền hòa của người dân trong xứ. Phật tử về đây tu tập rất là đông. Và khi tất cả những tăng sĩ cũng như người Phật tử đó về chùa và về cái khu vực này, họ tỉnh tu, họ cảm nhận được cái niềm an lạc của trú xứ. Nó có một cái gì đó gọi là thánh thiện hay là một sự gì giải thoát của một người tu. Từ ngoài làng ba chùa vô đến nay là theo tôi nhận xét là rất là trật tự, họ có nề nếp, không trộm cắp, không xì ke, không đánh đập, không gì hết. Tại vì ở đây là một ngôi làng chùa cho nên những người Phật tử và xung quanh đây tất cả đây là đều là hiểu biết về Phật pháp hết. Tôi là người Phật tử ở đây, tôi gắn bó với cái làng chùa ở đây cũng nhiều năm rồi, gắn bó với cái chùa Vĩnh Minh này cũng nhiều năm rồi. Cho nên là tôi thấy Phật dân chúng ở đây là cũng hiền hòa và cũng lo đi tu tập, cũng chuyên cần để mà coi như là cho một cái tâm linh được trong sáng. Nhạn quá trường không, ánh trầm hàng thủy. Nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Có nghĩa là cánh nhạn bay qua trời không, in hình nơi sông lạnh. Dù nhạn không có ý để lại dấu tích, sông kia cũng không có lòng lưu lại bóng hình. Như cánh nhạn vô tình in bóng mặt sông, trong 4 câu thơ trác tuyệt của Thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài, các bậc chân sư Liễu Đạo nơi Đức Phật Đại Minh không màng danh lợi khen chê, một lòng quy hướng Tây Phương Cực Lạc, nhưng sắc hương giới hạnh vẫn trường cửu lưu truyền hậu thế. Sen nơi Cực Lạc đã trổ thêm những đóa hoa trong ngần và tinh khiết, mà hạt mầm được tưới tắm bởi đất trời linh khí Đại Minh. Nguồn linh khí thiêng liêng và thanh tịnh ấy cùng lời dạy của các bậc chân sư như suối nguồn tươi mát, làm tư nhuộm những tâm hồn đang khát khao cầu pháp của đàn hậu học. Và biết đâu những nụ mầm đức hạnh của sông núi Đại Minh đã theo dấu các bậc tôn sư ngát hương miền an dưỡng.